bà con cần chú ý và hết sức cảnh giác. Hiện nay một loạt các thương lái đang dục dịch tính chuyện buôn heo sống từ các nước xung quanh mang về Việt Nam tiêu thụ. Ngay lúc này, giá heo hơi trong nước đã đạt mức 65.000 đồng 1 kg. Với mức giá này thì heo hơi tại Việt Nam đã cao hơn giá bán heo bên Campuchia và Thái Lan tới 10 giá. Theo kinh nghiệm của các thương lái thì cứ khi nào giá heo hơi trong nước chênh lệch với giá heo bên ngoài từ 10 giá trở lên thì việc buôn lậu heo sống từ các nước xung quanh về Việt Nam sẽ rất thuận lợi. Theo đó lúc này chính là lúc bà con cần cảnh giác cao độ đề phòng heo sống từ các nước xung quanh đổ bộ qua biên giới tuồn vào trong nước tiêu thụ. Nhưng hiện nay chúng tôi rất là lo lắng. Vì sao? Nếu như mà heo nhập khẩu lậu á, thì cái heo này là không rõ nguồn gốc. Cho nên là dẫn đến là về Việt Nam á, thì người ta bán rất là rẻ. Cho nên dẫn đến là người chăn nuôi Việt Nam, các công ty, các tập đoàn chăn nuôi heo ở Việt Nam gặp rất nhiều cái khó khăn. Thì đấy tôi đã nói lại rồi. Tôi chỉ sợ rằng nếu chúng ta không quản lý tốt ấy, thì lợn của các nước xung quanh nó tràn vào chúng ta. Thì nó làm cả hai cái nguy cơ. Một sẽ đem dịch bệnh vào. Hai nó lại phá thị trường của chúng ta ra. Đấy là tôi đang lo cái vấn đề đấy. Thì các cái cơ quan quản lý nhà nước chúng ta phải chú ý, đặc biệt là các cơ quan thú y vùng ở các cái tỉnh biên giới, chúng ta phải chú ý để chúng ta chặn đứng cái việc mà nhập ồ ạt, nhập lậu đấy, các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là thịt lợn vào với thị trường chúng ta. Cái hệ lụy thứ hai mà người chăn nuôi đang phải hứng chịu đó là cái giá hiện nay thì heo nhập khẩu về không rõ nguồn gốc, vì không rõ nguồn gốc cho nên là cái giá người ta rất là rẻ. Hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã tăng giá bán heo hơi lên mức cao nhất đạt 65.000 đồng 1 kg. Cùng với đó thì một loạt địa phương ở phía Bắc cũng bắt đầu xuất hiện giá bán heo đạt từ 64 đến 65.000 đồng 1 kg. Như vậy thì bây giờ chỉ còn trông chờ giá bán heo chạm mốc 70.000 đồng 1 kg. Theo bà con chăn nuôi nhận định thì cứ với thực tế hiện nay thì chỉ cần ít ngày nữa là giá bán heo hơi trong nước sẽ lập đỉnh đạt 70.000 đồng 1 kg. Việc giá heo hơi trong nước tăng cao đến nay đã kéo dài được 4 tháng. Đây là chu kỳ giá heo hơi tăng cao và kéo dài nhất trong vòng 3 năm qua. Hiện nay theo người dân cho biết, tình trạng treo chuồng bỏ trại diễn ra rất nhiều. Bà con chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ đã kiệt quệ và họ bỏ nghề chăn nuôi heo để chuyển sang hướng khác làm ăn. Thực tế này đã làm cho nguồn cung heo thịt bị sụt giảm đẩy giá bán tăng cao. Theo bà con chia sẻ thì mấy năm qua nuôi lợn thua lỗ triền miên kéo dài. Nuôi heo quá bấp bênh, lúc được thì được ít mà thua lỗ thì nhiều. Bây giờ giá heo tăng cao chính là lúc tái đàn đứng trước rủi ro lớn nhất. Theo đó mà bà con gần như không đầu tư mở rộng tái đàn nuôi mới. Lúc này thấy giá heo tăng cao, nhà nào liều lĩnh đổ tiền vào tái đàn thì chắc chắn mai kia sẽ bị thua lỗ nặng nề. Kinh nghiệm từ nhiều năm qua cho thấy, khi giá bán heo hơi lập đỉnh thì gần như chắc chắn ngay sau đó giá bán heo hơi sẽ lao đầu giảm thảm hại. Bây giờ chỉ có những gia đình chăn nuôi chuyên nghiệp, họ nuôi heo nái sinh sản thì buộc phải nuôi heo con mới sinh ra. Thế còn những hộ gia đình nuôi mới thì gần như không ai dám tái đàn. Theo tính toán thì với giá heo hơi bán ra đạt mức từ 63 đến 65.000 đồng 1 kg, trừ tất cả các chi phí đi thì người nuôi heo thu được lợi nhuận khoảng 800.000 đồng trên mỗi con lợn nuôi trong 5 tháng. Tính trong 4 tháng qua giá heo hơi tăng cao thì các doanh nghiệp chăn nuôi thu được lợi nhuận khổng lồ. Tôi cho rằng giá lợn của chúng ta sẽ nằm trong cái trục được khoảng 65 trước trở về. Mà như vậy là tôi cho đấy là vừa. Thế nhưng mà cần phải giữ được cái giá này. Đấy, trong một thời gian dài nữa thì người chăn nuôi mới có cơ hội để lấy lại cái phần người ta đã mất. Rất nhiều những cái chuồng lợn đã bị bỏ trống, tất nhiên là phóng viên đi đã biết rồi. Thì đây là cơ hội để cho những người chăn nuôi lợn người ta lấy lại được. Cái này thì chúng ta phải cố gắng giữ được cái giá này. Vì cái giá này là tôi cho là với là cái giá phản ánh đúng được cái vấn đề là giữa giá thành với thị trường, và giữa cung và cầu, đấy, giữa trong nước và các nước trong khu vực. Chúng ta cố gắng làm sao ấy, chúng ta duy trì được cái giá này. Đấy, thì mới đảm bảo cho chăn nuôi lợn có thể phát triển bền vững hơn được. Để trước hết là tôi nói là người ta tái đầu tư cho cái chu kỳ sản xuất sau, thì chúng ta mới có thể ổn định được cái thị trường thịt lợn. Thế thì làm sao chúng ta phải giữ được cái điều đấy là cái điều vô cùng là quan trọng. Đấy, còn nếu không ấy, mà chập chờn thì chỉ lên lên xuống xuống ấy, đấy, là người chăn nuôi sẽ gặp những khó khăn.